quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và thế giới trên kênh VTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. CPIC tuyên bố ủng hộ Tổng thống Trump. Đảng Cộng hòa mở tiệc ăn mừng khi Ron DeSantis chính thức rời cuộc đua, lui về hậu thuẫn cho Tổng thống Trump. Giám đốc WHO kêu gọi hiệp ước đại dịch thế giới chuẩn bị cho bệnh X. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tờ Washington is a minor đưa tin Chủ tịch Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC hôm thứ Năm đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ Tổng thống Donald Trump cho cuộc bầu cử năm 2024. Maslav, Chủ tịch CPAC, cho biết bây giờ là lúc đoàn kết và hỗ trợ ứng cử viên có thể hoàn thành tốt nhất những gì cần thiết để đưa nước Mỹ trở lại đúng hướng. CPAC nhiệt tình ủng hộ Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ. Những người theo chủ nghĩa cánh tả cực đoan đã xâm nhập vào các trường cao đẳng, đại học, tiểu học, quân đội, trên thực tế là tất cả các tổ chức thiên liêng của chúng ta. Khi điều kiện ở biên giới, nền kinh tế và văn hóa trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày, một người một lần nữa rõ ràng đã giành được chiến thắng. Trái tim và khối óc của những người bảo thủ vì sự cam kết không mệt mỏi của ông trong việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Slap nói thêm cử tri đã nghe được từ tất cả các ứng cử viên về chính sách cứu nước Mỹ của họ vào thời điểm cấp bách nhất trong lịch sử này. Tổng thống Donald Trump sẽ thắng, ông ấy sẽ là tổng thống thứ 47 và điều tốt đẹp nhất cho nước Mỹ vẫn chưa đến. Quý vị thân mến, thống đốc Florida Ron DeSantis vào chiều Chủ nhật đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tổng thống 2024 và chứng thực tổng thống Donald Trump. Ông DeSantis đưa ra động thái đáng chú ý này chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire hôm thứ Ba. Thống đốc Florida đã loan báo quyết định rút lui qua một video đăng trên mạng xã hội X vào chiều Chủ nhật, rằng nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để tạo ra được một kết quả thuận lợi hơn, thì đó là thêm nhiều điểm dừng vận động chiến dịch, thêm nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, tôi sẽ làm như thế, ông DeSantis nói trong video nhưng tôi không thể yêu cầu những người ủng hộ mình tự nguyện dành thời gian và đóng góp nguồn lực của họ nếu chúng ta không có một con đường chiến thắng rõ ràng, ông DeSantis nhấn mạnh, theo đó, hôm nay tôi đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình. Ông DeSantis nêu bật rằng ông đã có những bất đồng với tổng thống Trump nhưng tin tưởng rằng tổng thống Trump là vị lãnh đạo tốt hơn ông Joe Biden. Ông nói tiếp, tôi thấy rõ ràng rằng đa số cử tri của Đảng Cộng hòa muốn trao cho Tổng thống Donald Trump một cơ hội nữa. Họ đã chứng kiến nhiệm kỳ của ông ấy bị cản trở bởi sự phản kháng không ngừng nghỉ, và họ thấy đảng Dân Chủ bây giờ sử dụng cuộc chiến pháp lý để tấn công Donald Trump. Tôi đã ký cam kết ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa, và tôi sẽ tôn trọng cam kết đó. Ông ấy nhận được sự tán thành của tôi bởi vì chúng ta không thể quay trở lại với đội ngũ bảo vệ cũ của đảng Cộng Hòa trong những năm qua những ngày đặt người Mỹ xuống cuối cùng khuất phục trước các tập đoàn lớn, khuất phục trước hệ tư tưởng đã qua rồi. Tổng thống Trump rất vinh dự khi nhận được chứng thực của ông DeSantis. Ngài nói, tôi mong chờ được làm việc cùng với ông ấy để đánh bại Joe Biden, vị tổng thống tồi tệ và hữu bại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, và rằng ông sẽ không sử dụng biệt danh Ron DeSantis cao đạo mà ông thường dùng để chỉ trích thống đốc Florida trong vài tháng tranh cử vừa qua. Không, cái tên đó đã chính thức biến mất. Tổng thống Trump nói với Fox News Digital, sau khi ông DeSantis rút lui, bà Haley trở thành ứng cử viên duy nhất tranh đua với tổng thống Trump. Ông DeSantis cho rằng ông chứng thực tổng thống Trump bởi vì chúng ta không thể quay lại về bên cộng hòa của ngày hôm qua, một trạng hình ảnh ấn tượng của chủ nghĩa nghiệp đoàn hấp hối mà bà Nikki Haley đại diện. Những ngày tháng nước Mỹ bị đặt sau cùng, cuối đầu trước các tập đoàn lớn và đầu hàng tư tưởng thức tỉnh đã kết thúc, ông DeSantis nói thêm. Bà Harley trong buổi tập trung chiến dịch tại Seabrook, New Hampshire, đã nói với đám đông ủng hộ rằng, Tôi muốn nói với Ron, ông ta đã tham gia một cuộc đua vĩ đại, ông ta đã đang là một thống đống tốt, và chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp. Tôi nói vậy nhưng phải thừa nhận rằng, bây giờ chỉ còn lại một quý ông và một quý bà. Ông DeSantis, 45 tuổi, đã về thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Iowa vào tuần trước với 20,1% phiếu bầu, kém tổng thống Trump 30 điểm phần trăm và chỉ hơn bà Haley chưa tới 2 điểm phần trăm. Trong khi đó, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, tại New Hampshire, ông DeSantis đứng cuối, kém hơn bà Haley và vẫn thua xa ông Trump. Tổng thống Trump đã chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Iowa vào thứ Ba tuần trước, ngày 15 tháng 1, với hơn 50% phiếu ủng hộ, vượt xa người về thứ hai là ông DeSantis tới 30 điểm phần trăm. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, ông cũng đang dẫn đầu tại tiểu bang New Hampshire, bỏ xa bà Haley tới hai con số điểm phần trăm. Cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire diễn ra vào thứ Ba ngày 23 tháng 1. Một số thành viên đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ trên mạng xã hội đã ca ngợi động thái này như một động thái sẽ củng cố chiến dịch đánh bại ông Joe Biden của Tổng thống Trump vào tháng 11, trong khi những người khác cảm ơn Santis vì những chính sách bảo thủ của ông trong quá trình tranh cử. Cựu ứng cử viên thống đốc bang Arizona Carrie Lake đăng trên X, động thái tuyệt vời của thống đốc Ron DeSantis Tổng thống Donald Trump đang đoàn kết đảng Cộng Hòa và chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc lấy lại đất nước của mình, Trump 2024. Dân biểu đảng Cộng hòa Texas Chip Roy, người ủng hộ cuộc tranh cử tổng thống của DeSantis cho biết, ông tự hào về chiến dịch này và nói thêm, chúng tôi sẽ khôi phục lại sự tự do và thịnh vượng của Hoa Kỳ. Thông báo này được đưa ra ngay trước cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, nơi các cuộc thăm dò cho thấy Trump đang dẫn đầu cuộc đua với đối thủ chính hàng đầu Nikki Haley. Cuộc thăm dò của Đại học Suffolk Boston Global và NBC10 cho thấy Trump nhận được 55% sự ủng hộ trong số những người có khả năng bỏ phiếu sơ bộ so với mức ủng hộ 36% của Haley và 6% của DeSantis. Các cuộc thăm dò khác cho thấy tỷ lệ chênh lệch giữa Trump và Haley bao gồm cả cuộc thăm dò của CNN cho thấy Trump được 50% ủng hộ, còn Haley là 39%. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus đã kêu gọi các nước ký kết hiệp ước đại dịch của Tổ chức Y tế này để thế giới có thể chuẩn bị cho bệnh X. Ghebreyesus phát biểu trước khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Tư nói rằng ông hy vọng các nước sẽ đạt được thỏa thuận về đại dịch vào tháng 5 để giải quyết kẻ thù chung này. Bệnh X là một loại virus giữ chỗ giả thuyết chưa được hình thành, nhưng các nhà khoa học cho biết nó có thể nguy hiểm hơn 20 lần so với COVID-19. Theo thông cáo báo chí năm 2022 của WHO, nó đã được thêm vào danh sách ngắn các mầm bệnh để nghiên cứu vào năm 2017 của WHO và có thể gây ra dịch bệnh quốc tế nghiêm trọng. Gabriel Jesus cho rằng, dịch COVID-19 là bệnh X đầu tiên, nhưng điều quan trọng là phải chuẩn bị cho một đại dịch khác. Gabriel Jesus nói, có những điều chưa biết có thể xảy ra và bất cứ điều gì xảy ra đều chỉ là vấn đề khi nào chứ không phải là nếu. Vì vậy chúng ta cần có một phần giữ chỗ cho điều đó đối với những căn bệnh mà chúng ta không biết. Gabriel Jesus nói tại cuộc hội thảo toàn cầu, Chúng tôi đã mất rất nhiều người trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, vì chúng tôi không thể quản lý họ. Lẽ ra họ có thể được cứu, nhưng không có không gian, không có đủ oxy. Vậy làm sao bạn có thể có một hệ thống có thể mở rộng khi cần thiết? Ông nói rằng phản ứng chung thông qua hiệp ước sẽ giúp thế giới phản ứng tốt hơn trước một đợt bùng phát khác. Gabriel Jesus nói, thỏa thuận về đại dịch có thể gộp tất cả kinh nghiệm, tất cả thách thức mà chúng ta phải đối mặt và tất cả các giải pháp thành một. Thỏa thuận đó có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho tương lai một cách tốt hơn. Đây là lợi ích chung của toàn cầu và những lợi ích quốc gia rất hẹp hòi không nên xen vào. Ghebreyesus cho biết các hội đồng và chuyên gia độc lập đang nỗ lực tìm cách ứng phó theo kiểu tập thể và thời hạn để ký hiệp ước là vào tháng 5. Ông nói rằng một số phản ứng chuẩn bị có thể bao gồm hệ thống cảnh báo sớm, tổ chức chủ công ứng và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển để thử nghiệm thuốc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng cần phải được xem xét vì các nước giàu có hoạt động không tốt trong thời kỳ dịch bệnh COVID vì họ phải vật lộn với những vấn đề cơ bản như truy tìm dấu vết tiếp xúc. Tốt hơn hết là nên lường trước điều gì đó có thể xảy ra vì nó đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của chúng ta và chuẩn bị cho nó. Chúng ta không nên đối mặt với những điều không được chuẩn bị trước, chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho một số điều chưa biết các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau vào tháng 3 năm 2021 để thông báo rằng một hiệp ước đang được đàm phán và soạn thảo. Tuyên bố của hai chục nguyên thủ quốc gia viết, mục tiêu chính của hiệp ước này là thúc đẩy cách tiếp cận của toàn chính phủ và toàn xã hội, tăng cường năng lực quốc gia, khu vực và toàn cầu, cũng như khả năng phục hồi trước các đại dịch trong tương lai. Điều này bao gồm tăng cường đáng kể hợp tác quốc tế để cải thiện ví dụ hệ thống cảnh báo chia sẻ dữ liệu nghiên cứu và sản xuất và phân phối các biện pháp đối phó y tế và y tế công cộng ở địa phương khu vực và toàn cầu như vaccine thuốc men chẩn đoán và thiết bị bảo vệ cá nhân chính quyền Biden đang đàm phán hiệp ước đại dịch toàn cầu vào năm ngoái các nhà phê bình đảng Cộng hòa đã nói rằng một thỏa thuận như vậy sẽ nhường chủ quyền cho WHO nhân biểu Tim Burchett đảng Cộng hòa Hiệp ước về đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới rất mơ hồ, nó ảnh hưởng đến chủ quyền của chúng ta và nó có thể bị lợi dụng để nói với người Mỹ về loại hình chăm sóc sức khỏe mà họ cần trong trường hợp xảy ra đại dịch toàn cầu. Ông lại cho biết tại một cuộc họp báo tháng 5.